Đối với Kyle thì Kyle là một người rất là may mắn được gặp Hennie trong lúc cô ấy là còn đi thi. Và Kyle cũng là một giám khảo khó tính cho cô ấy. Và Hennie là một người Kyle phải nói là thực sự rất là tình cảm, giản dị và là một người có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng. Nhưng đối với Kyle thì Hennie là một người đã dành rất là nhiều tình cảm của Kyle và thực sự là Kyle cũng thấy là cô ấy là một người rất là nhiệt huyết và nào chỉ có thể chia sẻ đến đó thôi, còn những cái gì riêng tư thì thực ra là đối với Kyle tình yêu là Kyle đã trải qua vài cuộc tình trong đời và có lẽ là với Kyle thì Kyle chưa tìm được cái người mà thực sự có duyên nào với mình, nhưng mà cái tình yêu lớn nhất của Kyle chính là công việc và nghệ thuật. Và đó là một cái sự cống hiến mà Kyle phải nói là Kyle bỏ hết sức của Kyle ra để Kyle được trình diễn trên những cái sân khấu lớn của Việt Nam. Và nó chiếm được rất là nhiều thời gian của Kyle. Chính vì cái thời gian mà Kyle mất là Kyle cảm thấy như là Kyle chưa phải là một người phù hợp để Kyle lập gia đình với một cô gái nào đó để Kyle. Tại vì Kyle muốn là một người chồng và là một người cha có mặt trong đời của gia đình nhỏ của mình. Và điều đó là Kyle không đáp ứng được trong lúc này. Nhưng mà sẽ có trong tương lai là Kyle sẽ đầu tư và Kyle sẽ có thời gian và Kyle sẽ sắp xếp để Kyle có được điều đó trong cuộc sống. Thực ra là đối với Kyle là Kyle nghĩ có lẽ là vì Kyle là một người Mỹ 100% thì cái quan niệm về cuộc sống và công việc nó khác những người Đông Nam Á. Ở bên Mỹ thì mình phân biệt rất là rõ ràng cuộc sống và tình yêu và công việc, thì hai thứ nó tách ra chứ nó không có dính nhau. Nên thật ra là đối với Kyle là Kyle cảm thấy rất là với Kyle là bảo vệ tình yêu và gia đình của mình là một cái điều rất là quan trọng. Nó không phải là một cái gì đó để mà lòi ra trước truyền thông hay là bất cứ ai, và tình yêu đó là dành cho nhau, dành cho một cái niềm hạnh phúc tiềm ẩn ở đâu đó. Đấu đá trong showbiz Việt Nam là một cái điều mà Kyle nghĩ là tất cả những người nghệ sĩ phải trải qua. Phía sau hậu trường là một cái điều rất là như tất cả những nghề khác, nhưng mà nhân đôi vì nó là những người sống rất là cảm xúc và có sức ảnh hưởng. Thì Kyle nghĩ là đối với Kyle là người đó Kyle không cần phải tiết lộ, nhưng mà từ trước đến giờ là cái con đường theo âm nhạc của Kyle đã rất là gây khó khăn. Giống như Liêu Hà Trinh đã chia sẻ lúc đầu, thì không bỗng nhiên Kyle được những cái gì như ngày hôm nay, đó là cả sự nỗ lực của Kyle. Khi một ca sĩ Việt Nam cố gắng một là Kyle phải cố gắng 10 để bằng họ hay là để được đứng với họ trên những cái sân khấu lớn. Nên Kyle nghĩ rằng là tuy nhiên là có một vài người vẫn còn phân biệt về Kyle và không thích Kyle, thì điều đó là cũng là hiển nhiên. Nhưng mà Kyle chỉ mong rằng là mọi người nhìn thấy Kyle, những cái tâm huyết của Kyle, những cái công sức của Kyle, những cái sự đóng góp, công hiến của Kyle, là đó là giá trị mà Kyle muốn mọi người yêu mến Kyle. Chỉ đơn giản như vậy thôi, còn những cái gì ngoài lệ thì như là nếu như Kyle đã gây khó khăn cho ai hay là gây hiểu lầm cho ai, thì Kyle nghĩ là đó là một cái sự vô tình. Có lẽ là vì Kyle đến từ một đất nước khác nên đã có lúc Kyle không khéo trong cách giao tiếp hay là cái vốn tiếng Việt của Kyle nó chưa đủ như thế nào đó, thì Kyle mong là mọi người sẽ luôn luôn yêu thương Kyle và thông cảm vì điều đó. Kyle là một người yêu tiếng Việt và là một người cảm thấy như kiếp trước Kyle là người Việt Nam, nhưng mà Kyle không đồng thời là người Việt Nam, chưa bao giờ Kyle khẳng định điều đó, nên sẽ có rất là nhiều cái mà có thể là người ta hiểu lầm Kyle. Và Kyle cũng xin lỗi trước hết về điều đó và mong là mọi người sẽ bỏ qua cho Kyle. Cho dù sao đi nữa, Kyle vẫn là người nước ngoài. Đúng là những thánh soi trên mạng là nhiều lắm, mà tại sao người ta có thể nghĩ ra đó là nam em, mà Kyle cũng không hiểu tại sao người ta lại nghĩ đó là nam em. Nhưng mà thực sự là Kyle cũng phải nói một điều là nam em là một người rất là dễ thương, mà Kyle đã từng làm việc với cô ấy và đã có một vài người bình luận không được tốt và hơi xúc phạm đến
năm em, và nếu như có điều đó thì Kyle rất là xin lỗi, và điều đó không phải là ý đồ của Kyle. Nó chỉ đơn giản để mà tạo một chút tò mò về cái sản phẩm mới của Kyle. Thật ra là từ trước đến giờ là Kyle đã mong muốn được trở thành một ca sĩ quen thuộc với những gia đình Việt Nam, và trong đó bao gồm những cái thành phần như là ông bà già cho đến những người trẻ nhất. Và đó là những cái mà Kyle nghĩ là thay vì Kyle có một cái đối tượng khán giả là từ ví dụ như là 15 tuổi cho đến 30 tuổi, là Kyle muốn bao gồm hết tất cả những người để họ có thể tìm thấy một cái gì đó có giá trị với họ ở hình ảnh của Kyle đối với Việt Nam. Đó là thông qua những cái chuyến đi từ thiện này, những cái sản phẩm âm nhạc, những cái chương trình về văn hóa, về nghệ thuật. Và Kyle cảm thấy như là khi Kyle được chạm đến từng đối tượng tại Việt Nam, đó là một cái sự nói chung là một cái bài toán rất là khó. Nhưng mà bên cạnh đó thì Kyle cảm thấy rất là hạnh phúc khi Kyle đến đâu trên đất nước Việt Nam, người ta cũng kêu tên của Kyle, một cái tên rất là khó gọi là Kyle York, đúng không? Nhưng mà từ những người ở những cái làng quê, vùng sâu, vùng xa đều kêu gọi tên của Kyle như vậy, thì đó là một cái, đối với Kyle đó là một cái tình cảm mà Kyle sẽ không bao giờ quên được. Đó là đúng là giống như là một cái sự duyên nợ mà Kyle có với Việt Nam. Lần này đây là một cái sản phẩm mà đầu tay của Kyle về điện ảnh, chỉ là có 15 phút. Nhưng mà Kyle nghĩ rằng là 15 phút đó sẽ mang đến cho quý vị khán giả đang theo dõi những cái giây phút bất ngờ và đầy tình cảm. Và bên cạnh đó thì có một cái MV mà do Kyle hát, thì mọi người nhớ theo dõi cái đó luôn. Thực ra là đây là một cái dự án phim ngắn 15 phút về tình cảm mà Kyle nghĩ là khác màu những cái MV và những cái mà Kyle đã làm từ trước đến nay. Và đặc biệt hơn nữa là Kyle thấy là phim ngắn rất là nhiều. Tuy nhiên là đây là một cái phim ngắn mà Kyle nghĩ rằng là các bạn trẻ sẽ rất là thích, vì nó khác những cái phim hài thường xuyên các bạn hay xem. Đây là một cái phim có một chút gì đó ma mị và bí ẩn, và bên cạnh đó thì là rất là tình cảm và về tình yêu, những cái chủ đề mà Kyle nghĩ là giới trẻ rất là quan tâm đến. Và đặc biệt là có một phần hóa trang hết sảy, quá hay và tiêu chuẩn Hollywood mà Kyle nghĩ sẽ làm cho mọi người rất là gây bất ngờ.